Xin chào tất cả quý vị, chị, bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ, khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062759. Rất nhiều xe nhất đang giá rẻ và bất ngờ tình cờ hôm nay mới gặp. Khả năng ô tô xin được lên sóng phục vụ cho quý vị, anh chị, bà con đây. Khả năng xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh. Nếu quý vị, anh chị đi qua mà không có việc gì làm mà rỗi rỗi thì anh em mình cho em xin một like. Còn nếu anh em mình bận cho em xin một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh được không ạ? Khả năng chân thành cảm ơn. Hôm nay Elantra đời 2021 mới về rút hồ sơ rồi các bác nhé. Đời 2021 động cơ 1.6 này, dòng này con này biển Bắc Linh các bạn. Chiếc này thì đang chào bán là 520, đời 2021. Đắt thì anh em mình mua xe mới mà rẻ thì anh em mình ủng hộ các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm thì anh em mình còn bớt độc náo và bao rút hồ sơ. Chất lượng xe thì anh em đến xem xe. Xe có cam kết bằng văn bản, nếu lỗi thì giá lỗi, mà không lỗi thì giá không lỗi các bác nhé. Khả năng làm việc rất là ok, sẵn sàng nói lỗi cho bà con các anh chị luôn. Xe nào lỗi giá rẻ, xe nào đẹp giá tốt. Quý vị anh chị bà con nào quan tâm thì anh em mình cứ đến cửa hàng anh em mình xem cân đối, rồi em sẽ xem kỹ xe rồi em sẽ báo cho bà con các anh chị chuẩn xác nhất các bác nhé. Fadin này, Fadin tầm khoảng hơn 300, đời 2021, số tự động. Ngày xưa mua mới nó chỉ, nếu chương trình Hải Phòng nó chỉ 325 triệu thôi, nhưng bây giờ bán nó còn tầm khoảng 300, anh em mình sẽ mua được đời 2021 nhé. Có hai màu, màu đỏ và màu trắng các bác nhé. Đấy, nên các bác cứ thử cân đối đi, hợp lý thì anh em mình đến với nhau. Fadin động cơ 1.4, số tự động, xe của anh Vượng. Đấy, Elantra thì có số sàn màu trắng, màu vàng cát và màu nâu đây, và màu xanh xanh. Thì con này thì nhanh quanh khoảng 36-37, anh em sẽ mua được 2016-17 rồi các bác nhé. Đấy, đấy, Y30 thì mới về một chiếc đời 2008 nhập Hàn. Chiếc này thì nhà em đang bán có 180 triệu thôi, 189 triệu số sàn các bác nhé. Hyundai Y30 số sàn màu xanh Kansai đây, đời 2008, biển Hà Nội, Thiên Tư Nhân. Bên em đang chào bán mức giá là 189 triệu đồng. Rộng rãi và form dáng đẹp, có cửa lóc, túi khí và ABS, có đèn bi sơn lông. Mẫu này thì là số sàn các bác nhé, động cơ 1.6. Đó, rất là phù hợp cho anh em mình chạy gia đình. Tiếp theo là Kia Cerato, Cerato đời 2016 với cửa tiền nhanh quanh khoảng tầm 350 số sàn. Số tự động thì nhanh quanh khoảng tầm 401, đây là số tự động các bác nhé. Động cơ 2.0 đời 2016, bản đủ cửa lóc, túi khí, ABS màu vàng cát, biển rất đẹp cho anh em là biển 49 luôn các bác ạ. Rút hồ sơ thôi anh em sang tên thoải mái không quan trọng. Đấy, tiếp theo là đến Kia Forte này, để lâu lâu rồi, 200 là bán, đời 2009 số sàn. City mới về đời 2015, xe gia đình, số tự động, động cơ 1.5, mang nước sơn màu trắng, nhà em đang bán với mức giá là 300 bao sang tên các bác nhé, bao sang tên luôn. Kia Cerato mới đời 2018 form mới các bác nhé. Bản này là bản Luxury đời 2018, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, đã rút hồ sơ cầm tay, biển miền Nam chuyển về. Chiếc này thì em bán là 460-470 lên đường các bác, bao hàng tên. Quý vị anh chị nào quan tâm thì mình qua cửa hàng nhé. CDX nhà em có hai con, một con màu đen, một con màu vàng, một con màu xanh đá. Nói chung là cứ 160 triệu, 170 triệu là bán hết. Giờ nó rẻ rồi, xe nó rẻ rồi, bán đắt thì không ai mua. Bán rẻ đi, mà cắt lỗ đi. Con này 201 là bán này, đời 2016 nhé. Lỗ 40, nếu mà bán 201 là lỗ khoảng tầm 30 triệu. Còn nếu mà bán 30-40 triệu đấy, nhiều đấy. Đây, nếu mà anh em hỏi Accent số tự động thì mới về Accent số tự động đời 2018 nhé. Form mới đời 2018, cửa tiền nó nhanh quanh khoảng tầm 390 nhé. Đấy, bản này là bản có cửa lóc, là bản ATH các bác nhé. Bản đủ cao cấp nhất rồi. Còn bản thường thì nó nhanh quanh khoảng tầm khuôn 360-370 thôi, nhưng mà không có mà mua. Đấy, bản này bản đủ cao cấp nhất thì nhanh quanh khoảng tầm 390, là anh em bán rồi, biển Hải Phòng, tư nhân một chủ, xe đẹp. Caru này để lâu lâu rồi thì bán cho anh em nào với mức giá còn nhanh quanh khoảng 200. Đấy, Vios E thì có 2017 các bác nhé, 2017-2016 đây. Con này thì máy đen này 290 thôi, còn con này máy trắng thì là 320. Máy trắng đời 2017 là 320. Đây là máy đen đời 2016 là 300-290 thôi, 290 là bán nhé. Nếu các bác muốn số tự động mà xe gia đình đẹp thì lấy con này đi, Mazda 3 đời 2011. Bây giờ để cho anh em 260 thôi, chuẩn giá nhé. Khách hàng khả năng ô tô. Chiếc Kia Rio lại cũng thế này, 2207 thôi, đời 2015 là bán, chốt chuẩn giá cho các bác nhé. Còn giá niêm yết nó khác. Đây vừa là 170 mà bán rồi, 160 cũng bán các bác nhé, bán đi. Hyundai Accent đây, nếu các bác nào quan tâm đến dòng số sàn thì có làm trả góp được. Đời 2019 này, nhanh quanh khoảng tầm 150 là trả góp được các bác nhé. Còn giá thả thẳng thì nhanh quanh khoảng 36-37. Đây rất là nhiều, nói chung là Accent nhiều lắm. Màu trắng này, đời 2018, lăn bánh lần đầu 2019 này, cửa tiền nó nhanh quanh khoảng tầm 330-340 này anh em mua rồi nhé. Có cả màu bạc nữa, cũng là nhanh quanh khoảng 32 thôi, đời 2019 320 thôi. Đấy, các tùy màu, tùy phiên bản, tùy xe, nên mỗi xe một giá một khác nhau. Đây nếu anh em đang thích cái xe màu đẹp mà form dáng đẹp như Caru đây, Caru đời 2015 bây giờ có 240 thôi, để cho anh em 230 là bán rồi các bác nhé.
23 là bán rồi, bao hồ sơ. Đấy, form dáng thì đẹp, bố đẹp luôn, nhưng mà máy móc thì không nành bằng Vios được, nên là giá nó rẻ. Đấy, giá rẻ thì cổng thì nó được cái form dáng đẹp, nhưng mà máy không lành bằng, chắc anh em phải chấp nhận thôi. Con này nó bằng tiền cái con đằng sau kia, con Altis ở 2009 các bác nhé. Số sàn, đấy các bác nhìn quan tâm thì anh em mình quan tâm. Alo. Đấy, Camry này là nhanh quanh 300 đời 2007. Đấy. Còn đây cũng Cerato đấy các bác nhé. Nhưng biển 12 thì là Lạng Sơn. Chiếc này thì nó là phiên bản số sàn đời 2016, lanh quanh nó từ tầm khoảng 340-350 là anh em mua rồi nhá. Xe gia đình form mới đẹp luôn. Form 2018 này. Kia Forte thì số tự động thì lanh quanh khoảng hơn 300 là anh em mua được đời 23 rồi nhá. Đấy. Nếu mà đời 2018 thì nhà em có Vios màu đen và màu vàng cát, lanh quanh có một chiếc thì 320, một chiếc thì 330, hợp lý lắm. Giá rẻ bất ngờ. Em Khải Đăng đây. Dạ, anh hỏi em cái gì nhỉ? À vâng ạ. Em đây. Đấy. Nhiều xe lắm quý vị anh chị ơi. Đây đây, con này đời 2017. Giờ lanh quanh nó chỉ khoảng tầm 32 33 thôi các bác nhé. Có con 2018 thì lanh quanh nó khoảng tầm 33 thôi. Đấy, số tự động thì đời 2013 thì giờ nó chỉ lanh quanh 209 thôi. Đây, Mitsubishi Outrigger đây anh em, đời 2017 giờ có 203 thôi các bác, rẻ lắm. 248 triệu để anh em 203 nhé. Sunny giờ 207 là bán rồi. Lỗ rồi đấy, con này mua lỗ luôn này, đời 2019 luôn. À 18 19 19, con này bán lỗ luôn. Đấy. Dưới này còn nhiều xe lắm quý vị anh chị ạ. Vios E giờ hơn 200, đời 2013 này, số sàn. Số tự động thì Kia Rio màu lâu này thì nói chung là chỉ còn khoảng tầm lanh quanh khoảng 320 thôi. Đây Vios vàng cát mới về đây các bác ơi, đời 2018 mà bây giờ bán có 320 thôi, rẻ nhỉ. Kia K3 số sàn này giờ đời 2018 14 này, xe đẹp gia đình này. Màu ưng luôn này, 301 này. Đấy. Dưới này có Avante 2014 nhá, lanh quanh khoảng tầm 230 là bán, chính giá là bán. K3 này đời 2014 này 350 là bán. Đấy. Kia Rio đời 2016 này 360 350 là bán. Đấy. Accent cũng thế này, số sàn thì bản đủ thì 360, bản thiếu thì 320 là bán các bác nhé, đời 2019 luôn. Vios E 2018 bây giờ 330, 340 là bán hết các bác nhé, form mới luôn, số sàn. Số sàn này Y10 đời 2018 bây giờ 270 là bán rồi các bác ạ. Đấy, Kia Cerato đời 2016 số sàn bây giờ lanh quanh khoảng tầm 350, 360 là lên đường các bác nhé. Avante này cũng thế, là số sàn này, đời 2014 lanh quanh khoảng hơn 300 thôi, rẻ lắm. Nói chung là hơn 240 một tí thôi. Đây, Spark Van mà đi ngon lành cành đào mà có khoảng tầm 65 triệu là anh em mua được nhé. Dưới không bán. Trên này thì em mua 52 triệu về làm sơn mới dọn, mới đăng kiểm vào thành 60, bán 65 triệu. Đẹp lắm, Spark Van nhưng mà đời 2012 cơ. Đấy, các bạn làm mất gần 60 rồi. Bán là 65 triệu là bán, mà đi chắc chắn ngon lành cành đào. Dưới này nữa này. Đấy, Avante này, biển 17 đây cũng thế này. Nành quanh ba con Avante đấy các bạn. Nành quanh khoảng tầm 240, 250 là mà lên đường hết, đời 24, 15. Gate này khoảng tầm 320. CX5 đời 2013 em bán là 448 triệu. Giờ thì để cho anh em là 430 thôi, 420 bao vào tên các bác nhé. 430. 430 bao vào tên, 420 không bao gì là bán các bạn. Chắc giá luôn. Em mua con này vào bây giờ làm hơn 400 rồi, bán 420 mới có lãi. Đầu tư nhiều mà. Nhưng mà xe đẹp lắm, không lỗi nhỏ các bạn, không lỗi nhỏ, xe đẹp. Không một lỗi nhỏ. Đấy. City này. City 2013 hơn 300 tí. Vios 2013 hơn 200 tí. Đấy. Con Cruise này đời 2012 hơn 201 tí, 200 bán. Đấy. Còn dưới này thì có Forte này. Chú. Forte 2013 này, nhanh quanh khoảng tầm 300. 300 con này 2012 mình bán 320 thì để cho anh em 310. Đấy Rio vàng cát này, con Kia K3 đời 2015 này nên quanh khoảng tầm 308 là bán các bác nhá. Đấy i10 này sedan đời 2017 giờ 250 26. 26 là bán này. Avel đời 2015 này có 180 triệu rồi, rẻ lắm. Đấy Soluto số tự động đời 2020 mới có 370 thôi. Đấy, Tucson đời 2010, form 2012, máy dầu, xe zin hết đẹp hết này. Giờ em bán được bà con lên quanh khoảng tầm 380 thôi. Matiz này có 55 triệu thôi các bác nhé. Đời 2008 nhé, 55 triệu rồi, rẻ. 50 cũng bán. Đấy, Vios này lên quanh là đời 25 bản Z thì lên quanh khoảng 230.
Kia Pride này để cho bà con 38 triệu. Hôm nọ chưa dọn thì bán 25 triệu, nhưng nay dọn vào mất 7-8 triệu rồi. Bán 33 triệu là bán. Đấy. i10 này. i10 đời 2017 nên quanh khoảng tầm 1.2 thì nên quanh khoảng tầm 220. Đây. Bao sang tên chính chủ luôn 220. Còn rất là nhiều mẫu xe khác nhá. Forerep máy dầu đời 2009 số tự động, bây giờ 206 là bán các bác nhá. Bán đi. Karen này 108 là bán nhá, đời 2008 số sàn. Xe gia đình Honda CRV là 350 là bán các bác nhá. Khách hàng khả năng ô tô thì alo trực tiếp cho em làm việc giá này là giá của khách hàng khả năng ô tô. Anh em không được alo lung tung nhá. Chuẩn giá chưa? Đây. Mitsubishi Xpander đời 2018 mới về đây, nhà em đang bán này. 486 triệu nha em, để cho anh em khách hàng khả năng ô tô 470 triệu. Các bác nhá. Hồ sơ đã rút sang tên thoải mái. Vios đời 2014 giờ để cho anh em 240. Vios 2014 nhá, 240. Đấy, Honda City đời 2013 giờ để cho anh em chỉ có 280 triệu thôi. Chuẩn giá 280 triệu các bác nhé. Số tự động luôn, xe gia đình biển Hà Nội. i20 này 250. Đấy, i10 này 320 đời 2018. Đó là rất nhiều xe khác. Quý vị chị nào quan tâm alo trực tiếp khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062779. Khả năng chân thành cảm ơn và hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.